Mến chào và cảm ơn quý khán giả đang đến với chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Chương trình ngày hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 3 sẽ có nội dung đáng chú ý sau đây. Có khoảng 12 đến 16 ngàn hecta lúa đông xuân và hè thu trên địa bàn tỉnh sẽ bị nước mặn xâm nhập và hơn 34 ngàn hecta khác khả năng thiếu nước. Hậu Giang khẩn trương triển khai các giải pháp phòng hạn và chống mặn. Cuộc chiến không cân sức với đường ngoại và bài toán làm thế nào để hạ giá thành sản xuất đường. Phóng viên thời sự có phần phân tích xung quanh vấn đề này. Phần cuối chương trình là câu chuyện về một người phụ nữ khởi nghiệp từ đường kim mũi chỉ. Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 thuộc Trung tâm Điện lực Sông Hậu đặt tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư xây dựng từ năm 2015 với tổng diện tích là 115 ha, tổng vốn đầu tư là 43.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo thì đến nay dự án vẫn đang chậm tiến độ. Trên cơ sở này, vào sáng nay, đoàn công tác do ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với tỉnh Hậu Giang. Tiếp đoàn có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Hữu Kế, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Quốc Ca, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các ban sở ngành tỉnh. Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp khoảng 7 tỷ 800 triệu kWh một năm, giải quyết được tình trạng thiếu điện cho toàn miền Nam. Tuy nhiên, do quá trình bố trí vốn và năng lực nhà thầu, nhà đầu tư còn hạn chế nên dự án hiện vẫn còn đang chậm tiến độ 2 năm. Đến nay đã bàn giao mặt bằng 100% cho dự án. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm nay. Dự án khu nhà ở của công dân viên sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Tại đây, đoàn đã thông tin về tình hình hoạt động của tổng công ty trong năm qua còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của giá dầu thế giới. Đồng thời cam kết, phía tập đoàn sẽ huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, lựa chọn lại nhà đầu tư có đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án. Đặc biệt là quan tâm và đảm bảo an toàn tuyệt đối với các vấn đề môi trường. Trên cơ sở này, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị các sở ban ngành tỉnh phối hợp với tổng công ty kịp thời giải quyết khó khăn để dự án sớm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Cũng trong chiều nay, đoàn công tác cùng ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có buổi kiểm tra thực tế công trường và bến cảng thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Đến nay dự án đạt gần 54%, như vậy đã bị chậm 25% so với tiến độ cấp 3 được duyệt và tiến độ hợp đồng đã ký. Nguyên nhân là do quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp hệ thống khử lưu huỳnh FGD kéo dài, một số hạng mục quan trọng chậm triển khai. Cũng trong chiều nay, Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức hội thi nấu ăn và các trò chơi dân gian chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Và tham dự có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng đến các chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3. Đồng thời mong muốn các chị em phụ nữ cố gắng phấn đấu giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Riêng đối với cuộc thi, mặc dù các đội có đầu tư, chất lượng tốt nhưng chưa có sự sáng tạo. Hướng tới, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tổ chức nhiều hoạt động gắn với cội nguồn và truyền thống của dân tộc. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao hoa và quà cho các chị em phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Đầu tư hệ thống giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh đặc biệt quan tâm, bởi đây là bước đệm quan trọng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Chính vì vậy mà vào chiều hôm qua, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh để nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án 927C và các dự án chuyển tiếp mới bổ sung vốn từ ngân sách trung ương cho Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.
Dự án đường tỉnh 927C có chiều dài hơn 15 cây số với tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, được xây dựng theo quy mô đường cấp 4 đồng bằng, giúp nối liền khu công nghiệp sông Hậu với quốc lộ 1A và hệ thống giao thông thủy trên kênh sáng Cái Cuông. Hiện tại đơn vị đã hoàn tất việc đo đạc và đến cuối tháng 3 năm 2018 sẽ hoàn thành công tác kiểm kê để tiến hành áp giá đền bù cho khoảng 570 hộ dân bị ảnh hưởng. Qua nghe báo cáo, ông Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh phải tập trung thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đúng quy định dựa trên sự đồng thuận thống nhất của người dân, đảm bảo công trình khởi công đúng tiến độ vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Mô hình nuôi heo trên đệm lót sinh học là một mô hình không mới, nhưng mang lại những hiệu quả thiết thực, không chỉ giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn giúp cho heo tăng trọng nhanh, tiết kiệm được chi phí cho người chăn nuôi. Trên cơ sở đó, năm 2018 này, thị xã Long Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện đề án chuyển đổi cây trồng vật nuôi, gọi tắt là đề án 1000, xây dựng thêm 30 mô hình nuôi heo trên đệm lót sinh học. Trung bình mỗi hộ nuôi khoảng 15 con heo trên diện tích tối thiểu 18 m². Trung tâm khuyến nông tỉnh Hậu Giang sẽ hỗ trợ mỗi hộ là 4 triệu 200 ngàn đồng tiền mua men sinh học Balasa, trấu, mạt cưa. Cụ thể, với diện tích chuồng nuôi là 18 m² với 15 con heo, từ khi nhỏ đến khi xuất chuồng đã giảm được chi phí thuốc thú y, điện nước là từ 200 đến 300 ngàn đồng một con. Giảm được thời gian lao động, heo tăng trọng nhanh do ít bệnh, chất lượng thịt tốt. Chất thải của đệm lót làm phân bón hữu cơ cho cây trồng, từ đó còn góp phần giảm tác hại ô nhiễm môi trường, giảm mùi hôi, khí độc trong chuồng, giảm một số bệnh trên đường hô hấp, tiêu diệt một số vi trùng gây bệnh tiêu chảy, E. coli. Thưa quý khán giả, mùa khô năm 2018 ở đồng bằng sông Cửu Long dù chỉ mới bắt đầu, nhưng khô hạn và nước mặn xâm nhập đã xảy ra với diễn biến rất nhanh. Tại các huyện như là Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành của tỉnh Kiên Giang, mấy ngày qua, nước mặn theo kênh rạch Giá Hà Tiên với nồng độ từ 6 đến 8 phần ngàn đã xâm nhập vào hệ thống kênh nội đồng hàng chục km. Trên 100.000 hectare lúa ở khu vực này đang trong thời kỳ ôm đồng, trổ chín, khiến cho bà con hết sức lo lắng. Riêng tại Hậu Giang, theo dự báo, nhiều khả năng nước mặn sẽ xâm nhập muộn ở huyện Long Mỹ, một phần của huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh. Từ biển Tây sẽ theo sông Cái Lớn, sau đó đến ngã ba sông Ngang Dừa, sông Nước Đục. Ngoài ra thì trên sông Hậu, nước mặn cũng có thể vượt qua kênh Cái Cuông và Mái Dầm từ đại hải của Sóc Trăng, sau đó sẽ uy hiếp địa phận của huyện Châu Thành, một phần huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy. Trước những dự báo bất lợi này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng chống hạn hán và nước mặn xâm nhập. Qua rà soát, toàn tỉnh có khoảng 12 đến 16.000 hecta lúa đông xuân và hè thu sớm trên địa bàn huyện Long Mỹ, một phần huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh có nguy cơ bị nước mặn xâm nhập. Đồng thời, khoảng 34.000 hecta lúa khác khả năng thiếu nước. Dùng thiếu nước ngọt cho người dân chủ yếu ở huyện Long Mỹ, Vị Thủy, Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Nhằm đảm bảo thực hiện công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn có hiệu quả về mặt công trình, Hậu Giang tập trung làm nhiều công trình cấp bách, đắp 109 đập thợ vụ, nâng cấp, sửa chữa các cống ngăn mặn trên địa bàn, đồng thời tiến hành nạo vét các kênh cấp 2, cấp 3, đảm bảo trữ nước phục vụ sản xuất. Trong đó, đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát hệ thống đê bao, cống, đập ngăn mặn, để khi có mặn ở mức 1,5 phần ngàn thì tiến hành đóng tất cả các dòng kênh vào nội đồng. Địa phương cần tuyên truyền, vận động người dân dùng mọi biện pháp, dụng cụ tích trữ nước ngọt nhằm đảm bảo đủ nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất trong mùa hạn mặn. Dân, trước dự báo về nước mặn xâm nhập bất ngờ vào Hậu Giang cũng như tình hình thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng vừa thông báo lịch xuống giống vụ lúa hè thu năm 2018 với 3 đợt xuống giống tùy theo tình hình điều kiện của từng địa phương. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 3 xuống giống tại huyện Châu Thành A và Vị Thủy, đợt 2 từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 4 tại huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ. Còn lại huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh cũng như các khu vực khác sẽ xuống giống từ tháng 5 trở đi khi mùa mưa bắt đầu để đảm bảo có nước ngọt sản xuất. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân trước khi xuống giống cần vệ sinh đồng ruộng thật kỹ, đảm bảo thời gian cách ly giữa hai vụ, áp dụng những phương pháp xạ thưa, xạ hàng.
Đặc biệt, các địa phương cần tiến hành khảo sát để lên kế hoạch xây dựng và gia cố các cống đập kiên cố, đập thời vụ để sẵn sàng ứng phó với hạn và nước mặn xâm nhập. Câu chuyện đường tồn kho trong mấy ngày qua đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù các ngành các cấp ở tỉnh Hậu Giang đang nỗ lực chia sẻ mua đường giúp doanh nghiệp, nhưng với mỗi cán bộ mua từ 5 đến 10 kg thì tối đa chỉ khoảng 100 tấn được tiêu thụ trong nay mai. Số lượng này không thấm vào đâu so với 30.000 tấn đường đang tồn kho của công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ, và chỉ bằng 1/10 số lượng 300.000 tấn đang tồn kho trên cả nước. Tìm cách tiêu thụ lượng đường tồn chỉ là giải pháp tạm thời, bởi ngành đường đang cần lời đáp cho bài toán hóc búa hơn nhiều. Theo đó thì kể từ năm 2018 trở đi, sản phẩm đường từ các nước trong khối ASEAN sẽ không còn bị hạn chế nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế nhập khẩu là 5%. 5% với mức thuế nhập khẩu này, đường Thái Lan hay các nước khác như Lào, Campuchia tràn vào Việt Nam vẫn rẻ hơn đường trong nước. Và câu hỏi được đặt ra là vì sao giá thành sản xuất đường của Việt Nam lại cao hơn các nước khác? Và làm gì để cứu mía đường Việt Nam với hàng triệu nông dân trước sự cạnh tranh gay gắt từ đường Thái Lan, Ấn Độ với giá rất rẻ? Phóng viên thời sự có phần phân tích xung quanh vấn đề này. Đào học, đánh lá mía, rồi gieo chân, đến cả công đoạn cuối cùng là đốn mía cũng làm bằng tay. Cứ thế mà bao đời nay, mỗi hecta mía, nông dân Hậu Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung phải mất từ 72 đến 86 triệu đồng cho chi phí sản xuất, thuê mướn nhân công lao động. Trong khi 70 đến 80% giá thành sản xuất đường nằm ở chi phí mía nguyên liệu. Điều này phần nào lý giải được vì sao giá thành sản xuất mỗi tấn mía của Brazil chỉ 16 đô la Mỹ, Thái Lan là 30 đô la Mỹ, trong khi của Việt Nam lên đến 50 đô la Mỹ. Chính những hạn chế trên khiến giá đường trong nước luôn cao, tạo cơ hội cho đường nhập lậu từ Thái Lan rẻ hơn từ 2 đến 5 ngàn đồng một ký so với đường nội địa. Việc sản xuất mía thời gian vừa qua thì rất là manh mún nhỏ lẻ, chưa có tổ chức thành một các quy mô sản xuất lớn. Vì thế mà cái việc áp dụng cái cơ giới hoặc là sản xuất đồng loạt giống mía hoặc là trên khu vực để đồng loạt chính không thực hiện được. Mà trong cái chi phí sản xuất mía thì đến 60% là cái chi phí nhân công rồi. Do đó thì nếu mà hiện nay nếu nông dân vẫn tiếp tục làm cái như hiện trạng và thủ công manh mún nhỏ lẻ thì khó mà có thể giảm được cái chi phí sản xuất mía. Làm sao để hạ giá thành sản xuất mía đang là câu hỏi mang tính sống còn của ngành mía đường Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển như hiện nay. Nếu chi phí nhân công lao động chiếm 60% giá thành thì khâu giống cũng quan trọng không kém với khoảng 30%. Thời gian qua, mặc dù công ty mía đường Cần Thơ Casuco đã và đang triển khai nhiều giải pháp cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật trồng mía lưu gốc cho người dân. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những mô hình điểm. Là vùng trồng mía lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long với gần 11.000 hecta, nhưng phần lớn nông dân Hậu Giang vẫn đang phải bấm bụng mua các giống mía trôi nổi không rõ nguồn gốc và chất lượng về trồng. Đối với về công tác giống thì hiện nay chúng tôi về phía doanh nghiệp chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác khuyến nông, giới thiệu và trình diễn, đưa cho bà con, giới thiệu cho bà con nông dân những cái giống mía mới có năng suất, chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật. Chúng tôi phối hợp với các viện trường để các cái công ty phân bón để chọn được cái phân bón tối ưu riêng cho cây mía ở từng cái giai đoạn sinh trưởng. Như vậy thì nó giúp cho khai thác được cái năng suất và cái chất lượng của cây mía. Ngành mía đường đang cần một cuộc tái cơ cấu mạnh mẽ. Trước mắt là cần tính toán giúp nông dân hạ giá thành sản xuất. Hậu Giang cũng đã đưa ra lộ trình đến năm 2020 sẽ hạ giá thành từ 750 đồng một ký mía xuống còn 500 đồng. Ở đó sẽ tập trung đưa cơ giới vào các khâu trong sản xuất mía nhằm giảm giá thành cũng như giải quyết bài toán về thiếu hụt nhân công lao động nông thôn. Làm gì để nông dân trồng mía không bán công sức lao động với giá rẻ để đánh đổi lấy sản phẩm làm ra phải chịu cảnh ứ động? Bài toán được đặt ra không chỉ nằm ở khâu giảm giá thành sản xuất. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục vấn đề này trong các chương trình thời sự tiếp theo.
Hôm nay là ngày 7 tháng 3, các địa phương trên toàn tỉnh sôi nổi với các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Sau đây là một số tin nhắn vừa được chúng tôi cập nhật. Mô hình kế hoạch nhỏ ý nghĩa to của chị em hội viên phụ nữ thuộc khu vực 7, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy qua gần 1 năm thành lập với 37 thành viên. Tham gia mô hình, mỗi thành viên sẽ thu gom, tận dụng các vật dụng như chai nhựa, phế liệu để bán. Số tiền được dùng để giúp đỡ hỗ trợ cho những hội viên khó khăn, bệnh tật. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành vừa tổ chức giải bóng đá mini nữ chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 với sự tham gia của 12 đội bóng. Kết quả chung cuộc, đội bóng đá nữ xã Đông Phú xuất sắc giành giải nhất. Cuộc thi không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết mà còn nâng cao sức khỏe cho chị em phụ nữ. Liên đoàn Lao động huyện Long Mỹ phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với nhiều trò chơi dân gian như tiếp sức, chọn dép và giày, bịt mắt đạp bong bóng và ném bóng vào rổ. Qua đó tạo điều kiện để cho các chị em có dịp giao lưu, học hỏi, vui chơi giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thưa quý khán giả, trải qua hàng ngàn năm, từ thời Hai Bà Trưng đến nay, lịch sử luôn nhắc đến và tôn vinh vai trò của người phụ nữ. Nếu trong lịch sử, các mẹ, các chị đã là tượng đài của sự kiên trung, giàu đức hy sinh và tảo tần, thì ở thời bình, tinh thần ấy vẫn sáng ngời, bản lĩnh, phá vỡ những rào cản định kiến xã hội đóng khung năng lực của người phụ nữ để khẳng định mình và khởi nghiệp dù ở bất cứ lĩnh vực nào. Và nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán giả một người phụ nữ đặc biệt như thế. Chị đã khởi nghiệp từ đường kim mũi chỉ. Xuống may với diện tích chỉ khoảng 90m2 này là cả một gia tài mà chị Lâm Thị Thu Kiều phấn đấu gầy dựng hơn 3 năm nay. Quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất mình sinh ra. Năm 2015, chị bỏ công việc ở công ty may thành phố Cần Thơ về thành lập cơ sở may gia công Vĩnh Phát ở xã Thành Hòa với mong muốn thực hiện ước mơ khởi nghiệp. Vừa tạo điều kiện để chị em trong xóm ấp có công ăn việc làm gần nhà, vừa có thu nhập ổn định. Cũng bởi hơn 15 năm là công nhân may, chị hiểu rõ nỗi khổ xa nhà và những áp lực công việc ở các công ty, xí nghiệp. Bắt đầu thì cơ sở thì cũng nhỏ thôi, ban đầu thì cũng định mở chừng 5-7 máy để cho 5-7 chị ở sớm. Xong cái mấy chị đã mới rủ thêm được nhiều người hơn thì mới mua máy thêm, rồi đi kiếm nguồn hàng nhiều hơn để cho mấy chị có đồng lương. Trước đây chị làm ở mai giày da với giáp quán thăng á, rồi cái sau đó con chị đi học, rồi như là thấy ở đây chị Kiều chị mở tổ hợp, mình về đây thấy gần cũng thấy nó cũng tiện, với lại mức lương thấy chị thấy cũng sống được. Không chỉ giúp cho các chị có công ăn việc làm mà cơ sở may của chị Kiều còn rất chú trọng khâu đào tạo. Do đa số nhân công đều là phụ nữ nông thôn, còn nhiều bỡ ngỡ với máy móc hiện đại. Chính vì vậy mà chị Kiều luôn có mặt ở xưởng để chỉ dẫn chị em các kỹ thuật may. Kiểm tra kỹ từng đường kim mũi chỉ nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng nhất có thể. Mình mới mở ra người ta không có biết tay nghề của mình như thế nào. Người ta cũng không có dám đưa đồ có giá trị cho mình may. Xong rồi mình may 1-2 đơn rồi xong người ta ok, người ta chịu, người ta mới cho mình cái nguồn hàng nó có giá trị hơn. Cũng chính vì cái tâm với nghề và sản phẩm làm ra đạt chất lượng, nên mặc dù là cơ sở nhỏ, nhưng xưởng may của chị Kiều đã hợp tác với 5 công ty may mặc ở thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Nhận gia công ổn định mỗi tháng gần 7.000 sản phẩm quần áo. Không những vậy, vào cuối năm 2017, xưởng may Vĩnh Phát đã ký kết hợp đồng 10 năm với công ty Dacotex, nhận gia công quần áo xuất khẩu đi Đức với mỗi lô hàng hơn 6.000 sản phẩm. Bắt đầu không có gì trong tay, thế nhưng giờ đây, người phụ nữ nhỏ bé này đã gây dựng riêng cho mình một cơ ngơi vững chắc và làm rõ một điều, những người phụ nữ ở nông thôn nếu được đào tạo vẫn có thể làm ra các sản phẩm chất lượng và vươn ra thế giới. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang.
Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.